lát nữa nếu như mà quý vị càng vỗ tay to hơn nữa và hay hơn nữa thì chắc chắn là chương trình tối nay chúng ta ấm cúng một hàng độ trừ 4 của tối nay. Kính thưa quý vị, những bài hát trữ tình đưa chúng ta lại với những niềm thương nỗi nhớ của năm nào, những điệu vũ thật là thước tha ở trên chúng ta thấy là những tự tình của dân tộc. Tối nay thì các tiết mục đã gợi chúng ta thấy qua những gì mà tôi vừa nói. Còn về người thì những kính trắng của mặt yêu đơ xanh, những cái thước tha dịu dàng của yêu đệ em, của yêu khang, hay là của hồn nhiên của Madonna đại khái các trường. Nói chung thì bây giờ phần này cũng giống như là của hai chị em nhìn trên trường vừa rồi, là tới những tài năng của trường không có vợ kịch từ giữa phần trái đất. Kính thưa quý vị, hoàn cảnh của mọi người đều không giống nhau. Có người thì sống với gia đình, có những người thì độc thân, có những người thì sống chung bạn bè với nhau, chia sẻ những cái căn nhà. Ở đây trong cái màn một của vở kịch từ giữa vòng trái đất, nó sẽ cho chúng ta thấy một vài khía cạnh sống của những người tuổi trẻ. Họ là những anh thư, là những hùng tiêu biểu cho những lớp người đã tốt nghiệp để vào đời. Họ là những đề, tức là những người sinh viên rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, những người còn đang mặc áo trắng, hoặc là họ là mình biểu hiện cho những người thanh niên vì những hoàn cảnh riêng tư không thể tiếp tục trên con đường học vấn. Cuộc sống của họ đã được người viết gói ghém và dựng lên trong một tinh thần thật là khách quan, cho nên nếu như vô tình nó ngẫu nhiên mà đã trúng với một phần nào đó cuộc sống của quý vị thì những tối nay thì mong rằng quý vị sẽ bình thường hóa cái sự ngẫu nhiên đó bằng cách là cho những trạng có tay thật lớn để ủng hộ tinh thần những gì hy sinh trong cái mùa thi gian khổ như là bài vở khó khăn để tập dượt hoàn thành cái kịch bản tối nay. Kính thưa quý vị, bây giờ thì để biết rõ hơn những bình, những đề, những hùng, những anh thư, chúng ta hãy cùng nhau bước vào cái ấp bạc sông anh ba rưỡi này để theo dõi cuộc sống ồn ào trên đèn đèn trong vở kịch từ giữa vòng trái đất. Có tiền có đồ ăn, không có tiền không có đồ ăn phải không? Không có tiền không có đồ ăn. À, bây giờ
Bây giờ mình lựa hai cái. Ta lựa cái là không có được ăn đi không? Mày biết đó, tao á, mỗi lần tao nghe tới chi tiền, đưa tiền, xài tiền, tao hứng hái tới chuyện đó, biết không? Tao thì ai là chi tiền đó, biết không? Tao nói, biết cái tiền muộn tao mới lãnh ra đó, tao bỏ vô băng hết, không bao giờ tao giữ trong mình hết á. Ai là chi? Mày nói chuyện đi trang như thằng Út giống thái tao. Làm giống ai giống Út giống thái này cũng được mày. Nói chứ mày muốn chứ còn ai không dịch lộn ăn đi. Mày nói chuyện gần tới ngày thi cử của sứ quẩy ra thì không dịch con gà này. Câu hả? Bây giờ tôi nói là nghe về chưa đi. Đằng nào tao ở đây uống mày vài chai bia rồi tao phải lên trường học bài. Chứ đàng hoàng rớt rồi. Rớt á, nghe giỡn không? Mày nghe tao nói câu gì đó không? Sao? Tao nói ở đời có tự có sinh, chuyện con đi đứng hy sinh là thường. Tao biết rồi, nhưng mà không phải tao sợ hy sinh, tao chỉ sợ ở giá rồi biết không? Mày đó tao chừng ở giá đó mày. Alo Hùng, khỏe không mày? Hùng đây, lâu không ai công ty. Alo Hùng, em vợ mày khỏe không? Đấy, em vợ mày. Ồ, em vợ con. Cái hỏi thăm mày chi đấy, mặt mày biết rồi. Nói mày nghe, em vợ tao thì cũng thường thôi, nhưng mấy anh vợ tao cũng khỏe lắm, mày biết khỏe mày dễ Hùng quá. Đang ngày đúng quá.
sao người không gửi cho mình mà người gửi cho thứ? Không biết tại sao nữa. Sáng hôm nay như vậy như thấy lá thư trước cửa, nhưng mà thượng đề là để lại cho mình. Đưa lại lẹ đi chứ mình không cùng. Sao mà nóng chữ vậy? Ừ, đọc. Giờ muốn đưa không? Đóng thuế đi. Mình thiếu thôi, mình thiếu là chồng là có kể cái coi cho mình thiếu nhận luôn nha. Chịu chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bờ đại dương xa.